Rồi, xin chào tới mọi người nha. Thì hôm nay là Nam Oil Shop là sẽ đặc biệt cập nhật về cái mẫu phuộc hoàn toàn mới mới vừa có tại thị trường bên mình luôn. Thì đây là cái mẫu phuộc ni trong Đông Nam Á, nhưng mà cái này nó rất rất là khác biệt luôn, là có nghĩa là Nam sẽ có 3 dòng. Thứ nhất là Nam sẽ có dòng Vario nha, đó, dành cho những anh em đi Vario nè, Click nè, rồi Vision nè, rồi SH Mod ha. Đó, tiếp theo là Nam sẽ có của cái dòng SH350 đây. Đó, SH350 nha mọi người. Đó, chiều cao của nó y chang zin luôn, gắn như zin. Và tiếp đến là Nam sẽ có là của dòng SH125, 150, 160 nha. Đó, anh em coi sơ đi rồi Nam sẽ nói tiếp là có gì nó khác mà sao thì Nam dám nói là cái này là hàng nó mới có thì Việt Nam, đúng không? Thì này, những anh em mà nếu mà đang đi phuộc như trong Nam Á đó thì anh em đã quá quen thuộc. Đây là cái phiên bản gọi là phiên bản full lắc. Đó, giống như là cái dòng mà phuộc như trong mà chính hãng của thị bên châu Âu á thì nó là tầm chừng 3 khoảng chừng 30 triệu ba mấy triệu gì đó. Thì cái dòng full lắc này á, đây, nó sẽ đen từ trên xuống dưới luôn. Là anh em thấy nè, từ trên cái đầu phuộc nè tới bình dầu, cho tới gọi là cái vòng xoay nè, đó, tới lò xo, cho tới cái ti của nó. Cái ti của nó này là cái màu như là màu chì á mọi người, màu đầu màu bút chì á, nó hơi gọi là bóng bóng vậy đó. Nó đen và dưới chân nó đen. Toàn bộ cây này nó là màu đen nha, nó không hề có cái gì gọi là màu sắc gì khác luôn. Thì nó gọi là full black đó. Thì hồi trước á, những cái dòng phuộc như trong Nam Á kia đó thì nó sẽ có cái mấy cái viền màu vàng, hoặc là cái phần đầu này á, thì nó sẽ là màu trắng ha. Nhưng mà nhiều anh em đi mod lại để mà có được cái bản full black như thế này, thì cái tiền mà mod lại, ví dụ như anh em mua một cái cặp phuộc hay một cây phuộc đi, phuộc Vario anh em mua 2 triệu mấy, anh em muốn mod lại hết mấy trăm ngàn nữa. Nhưng mà có một cái là nó là không phải là hàng chính hãng của Đông Nam Á mod lên, mà nó là một cái đơn vị thứ ba, cho nên á là cái chế độ bảo hành của nó là sẽ nó hơi bị khó khăn đó mọi người. Đó, và nó sẽ tốn kém hơn so với là cái bảng giá niêm yết của cây phuộc, ví dụ như Vario này 2 triệu mấy đúng không? Anh em muốn làm lên là nó tầm khoảng 3 triệu mấy. Và đối với cái dòng SH này á, như một cặp nó tầm 4 triệu mấy, thì anh em làm xong nó phải từ 5 triệu mấy đến 6 triệu ha, tùy theo nơi làm. Nhưng mà nhiều khi cái chất lượng mod của nó gọi là nó không có được gọi là chuẩn 100%, và nó không được sắc nét giống như là cái hàng gọi là chính hãng mà công ty nó làm từ trong xưởng ra. Đó, cho nên là nó sẽ bị nhất đội giá, thứ hai nữa là nó sẽ bị mất cái, có thể là nó sẽ khó khăn về cái chế độ bảo hành, tại vì chúng ta đã can thiệp vô là cái hình dáng bên ngoài của phuộc. Và khi mà công ty Đông Nam Á bán ra một cái cây phuộc như cái này cái màu khác, mà chúng ta về làm ra cái màu khác, chúng ta mở ra chúng ta mod lại nào các thứ, thì nó cũng hơi khó khăn để mà bảo hành, đúng không? Đó, nhưng mà bây giờ thì công ty ni trong Đông Nam Á đã chính thức cho lên kệ và cho ra shop ra những cái đại lý như mình những cái mẫu phuộc mà được làm sẵn như thế này đó. Và đây là cái phiên bản chính thức của ni trong Đông Nam Á luôn nha mọi người. Và gắn hoàn toàn giống như là zin, trừ cái màu sắc của nó tới cái nước sơn của nó là đều là từ ni trong Đông Nam Á làm ra, và không có ai can thiệp tới ha. Và nó sẽ được bảo hành chính hãng là 12 tháng. Với mức giá của nó thì nó chỉ là ngang ngửa với lại phiên bản cũ đó, cho nên là rất hợp lý cho anh em có thể sử dụng luôn. Và đặc biệt cái phiên bản này là nó có rất là ít ha. Ở thời gian này thì anh em nào mà có những cái dòng xe, thứ nhất là dòng Vario thì anh em có thể Vario nè, Click nè, Vision, SH Mod, thì anh em tham khảo cái mẫu này thì giá của nó là chưa tới 3 triệu nha anh em. Đó, giá này bán rất là ưu ái cho anh em luôn, khoảng chừng có 2 triệu mấy thôi, chưa tới 3 triệu. Đó, bảo hành 1 năm chính hãng nha. Đó, có tăng chỉnh ở bình dầu nè, đây, chỉnh bình dầu ha, tăng chỉnh cái lò xo, tăng chỉnh chân phuộc, và cái chế độ bảo hành nó là 12 tháng. Đó, full hợp đầy đủ luôn. Đó, và có một cái nữa là cái cây bút của hàng phiên bản này thì nó đã được đổi sang là từ cái bút màu xám bạc thì nó đã chuyển qua là màu đen. Đó, thay đổi hoàn toàn phiên bản luôn mọi người. Thì cái phiên bản cũ của nó vẫn được bán ở ngoài thị trường, vẫn được bán song song đó, nhưng mà đây là cái phiên bản mới và nó là được chính thức là của ni trong Nam Á ha. Rồi, ở đây thì Nam có của hàng Ngải Đắc Việt nè, quay cho anh em xem. Đó, full black,
cái này anh em, những cái chiếc xe màu trắng mà đi những cái phuộc màu này thì phải gọi là nó là tuyệt vời, rất là tuyệt vời, rất là đẹp, rất là sáng. Anh em nhìn vô nè, đó, nhìn nó ánh lên nè, đó, rất là đẹp ha. Ở đây thì nó không phải là nó bị chày nha mọi người, đây là cái keo á, để làm chùi ra, đó, nó keo ha, đó, ok nè, nãy nó dính nhẹ, nó tưởng nó chày mà không phải ha, cái gì đó đồ tất cả đồ full hợp luôn, nên là không có thể nào chày, và nó có lớp mút chống suốt, chống chày nè mọi người, đó, và nó cũng có luôn là cái đây, cái viết nè, kèm theo đó là một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng, đó, ni trong. Khi mà Nam bán những cái ngõ phuộc này cho anh em xong thì Nam sẽ được ghi là bảo hành 12 tháng và sẽ bảo hành cho anh em dùng. Trong 12 tháng anh em dùng á, mà có bị xì dầu gì anh em sẽ được đổi mới ha. Đó, cái này là của SH350 nha mọi người. SH350 và SH300Y. Đó, chiều cao của nó là đây. Chiều cao của nó nha. Đây, chiều cao của nó là 403 mọi người. Đó, 403mm nha. Thì nó sẽ đúng với lại cái chiều cao zin luôn. Anh em không sợ nó bị lùng, và cũng không sợ nó bị cao, và cũng không sợ phải chế cháo hết, gắn hoàn toàn như zin full black, siêu nét luôn ha. Đó, rất là đẹp. Rồi thì giá của cái cây mà SH này á thì giá nó là 4 triệu mấy ha mọi người. Anh em nào quan tâm cứ liên hệ Nam qua cái số Zalo là 0902348441 nha, thì Nam sẽ báo giá, anh em qua shop thì sẽ bao lắp cho anh em. Thì Nam công khai cái mức giá luôn là cái cây phuộc này á, anh em gắn cho SH hay là SH Mod hay là Vario rồi đó, lên xe luôn thì vẫn chỉ tầm 2 triệu mấy thôi ha. Còn những cái cặp phuộc bình dầu này cũng tương tự như vậy, nó chỉ 4 triệu mấy thôi ha, 4 triệu mấy thôi, chưa tới 5 triệu như cái giá, cũng tầm mức giá cũ thôi, nhưng mà cái số lượng nó rất là ít đó. Đây, Nam về phuộc như trong hàng tháng luôn, không phải lý do mà anh em phải đặt câu hỏi là tại sao mà Nam về liên tục, mà quay lên mẫu mới về là Nam có, mẫu mới về Nam có. Lý do là do cái phuộc này đi rất là ok và cái chất lượng của nó tốt, khách dùng nhiều, bán được nhiều thì Nam mới gọi là nhập hàng liên tục ha. Đó, rồi anh em nào cần thì cứ ghé bên cửa hàng của Nam nha. Nam là người thật việc thật, có hàng Nam quay trực tiếp cho anh em xem, qua xem hàng trực tiếp, anh em ưng anh em mua ha. Anh em ở xa cứ liên hệ, Nam sẽ gửi hàng trực tiếp cho anh em nha. Cảm ơn em rất là nhiều.